trưởng ngoại giao Thụy Điển sẽ can thiệp vào Việt Nam thông qua việc gặp gỡ các nhân vật cực đoan trong các nhóm tổ chức xã hội dân sự vào cuối tháng 11 tới đây. Một thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lại được BBC đăng tải khi cho rằng Thụy Điển cho hay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển là bà Margot Wallström sẽ có chuyến thăm tới 3 nước ở châu Á từ ngày 19 đến 23 tháng 11. Trong 3 nước có Việt Nam và bà Margot Wallström sẽ gặp gỡ một số nhân vật cực đoan trong các hội nhóm mang danh tổ chức xã hội dân sự. Thông tin trên BBC cho biết, tôi cũng sẽ gặp gỡ thanh niên Việt Nam và các nhà hoạt động xã hội dân sự. Theo thông báo hôm 14 tháng 11 về chuyến đi tới Bangladesh, Myanmar và Việt Nam của bà Margot Wallström. Các hội viên, các nhóm, các tổ chức mang danh tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam là ai? Chúng ta phải khẳng định rằng đó là những kẻ cực đoan chống phá đất nước và nhân dân Việt Nam núp sau vỏ bọc của các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thành lập và hoạt động không hợp pháp do không đăng ký thành lập và hoạt động có đăng ký nhưng không được cơ quan chức năng của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động vì có mục đích chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chống nhà nước Việt Nam và con người Việt Nam. Các đối tượng cực đoan núp bóng các tổ chức xã hội dân sự như Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài là những nhân vật cực đoan chống phá nhưng lại hiện hữu dưới các vỏ bọc của các tổ chức xã hội dân sự như Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân và thường tự cho mình là nhà bất đồng chính kiến. Thật ảo tưởng và nực cười cho những kẻ hoạt động xã hội dân sự hay bất đồng chính kiến nhằm chống lại chế độ, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhưng tại sao một số nhân vật ở một số nước phương Tây như dân biểu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay phóng viên các nước ngoài chỉ tập trung phỏng vấn những kẻ cực đoan này, rồi sau đó lại quy chụp đổ lỗi cho Việt Nam là vi phạm nhân quyền hay hạn chế quyền tự do dân chủ? Đó là câu hỏi đặt ra đối với nhân dân Việt Nam, nhà nước Việt Nam về mục đích của cá nhân này. Vấn đề quá rõ khi mục đích của một số cá nhân phương Tây trong quan hệ ngoại giao nhất định thường chỉ lắng nghe ý kiến, quan điểm một chiều của một số kẻ cực đoan rồi đặt vấn đề trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dù là người nông dân, công nhân hay lao động tự do đều có quan điểm rất rõ ràng, đó là những kẻ luôn tự nhận mình là đấu tranh cho dân chủ, bất đồng chính kiến hay hoạt động xã hội dân sự đều là những kẻ chống phá cuộc sống bình yên của người dân Việt Nam, đều là những kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Vậy tại sao những cá nhân phương Tây trong quan hệ với Việt Nam khi thăm dò về tự do dân chủ hay nhân quyền lại không hỏi những người lao động tự do, những người công nhân, nông dân mà họ gặp bất kỳ trên đường hay đến từng gia đình mà lại gặp những kẻ bất đồng chính kiến? Chúng tôi nói điều này nhằm khẳng định sự quy chụp cho Việt Nam về nhân quyền chỉ là sự đánh giá thiên lệch, thiếu khách quan và không được nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam chấp nhận. Quan điểm nhất quán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm quyền hạn của mỗi quốc gia. Việt Nam cũng cho rằng không có nước nào có quyền sử dụng vấn đề về quyền con người làm công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, gây đối đầu, gây sức ép chính trị, thậm chí sử dụng vũ lực hoặc làm điều kiện trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với nước khác. Như vậy, dù bà Bộ trưởng của Thụy Điển hay bất kỳ Bộ trưởng Ngoại giao của quốc gia nào, nếu không có cái nhìn khách quan, đánh giá khách quan về tình hình nhân quyền, tự do dân chủ của Việt Nam, thì quan điểm đó không được chấp nhận và mọi hành vi can thiệp là vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam.